Xin chào các bạn. Bốn vị trí then chốt của Nhà Trắng: Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc CIA, Giám đốc Tình báo Quốc gia, tất cả đều nhằm vào Trung Quốc và Iran. Còn Nga gần như bị ra rìa. Thậm chí một người trong số họ đã từng được giới chính trị ở Mỹ gọi là người được Nga yêu thích nhất. 1. Vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã xác nhận khi phát biểu trước báo giới: "Tôi rất vinh dự được thông báo rằng Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã chính thức được đề cử vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ." Ông Trump nói rằng Ngoại trưởng Rubio sẽ là người bảo vệ mạnh mẽ người dân Mỹ, là người bạn thực sự đối với các đồng minh của Hoa Kỳ và là một chiến binh dũng cảm sẽ không bao giờ nhượng bộ kẻ thù của chúng ta. Rubio là nhà lãnh đạo được kính trọng và là tiếng nói mạnh mẽ của tự do. Như đã biết, từ lâu Rubio đã nổi danh tiếng là một con diều hâu nổi tiếng chống Trung Quốc và chống Iran. Ông cũng là người đề xuất bắt đầu các cuộc đàm phán về các cuộc khủng hoảng Ukraine để Mỹ hướng sức mạnh của mình đến những mũi nhọn cần thiết và quan trọng hơn. 2. Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Truyền thông Mỹ cũng đưa tin Trump đã đề cử Peter Hegseth, người dẫn chương trình buổi sáng trên Fox News. Trong 8 năm qua, được Trump cử giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khi làm ở lực lượng vệ binh quốc gia, chức vụ cao nhất của Hegseth là thiếu tá, trung đội trưởng tại vịnh Guantanamo ở Cuba. Sau đó, ông tình nguyện tham gia các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Hegseth được biết đến như một thần đồng. Ông có 2 bằng cấp danh giá của các đại học Harvard và Princeton. Là người gốc Na Uy, đẹp trai, ăn ảnh, người cao to. Nay Trump giao Bộ Quốc phòng Mỹ là cơ quan được nhiều nước coi như là một con quái vật đáng kinh ngạc, với ngân sách khổng lồ và ảnh hưởng chính trị và truyền thông lớn trên chính sách toàn cầu của Mỹ cho một người như vậy điều hành. Có thể hiểu, thiếu tá nghỉ hưu đẹp trai và giỏi ăn nói Hegseth một mặt không nên gây ra sự phản đối trong quân đội, chuyên nghiệp. Mặt khác, quan điểm bảo thủ và sự tận tâm cá nhân của ông đối với Trump có thể góp phần vào những cải cách tiềm năng trong quân đội Mỹ, sẽ loại bỏ chương trình nghị sự hiện tại trong chính sách toàn cầu hiện nay ra khỏi tư duy của đa số người Mỹ và hiện đại hóa công cụ khổng lồ này để hướng vào những xu hướng thiết thực hơn. 3. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, CIA. Đây là vị trí chính giới của Mỹ rất ngạc nhiên và nói là Trump vẫn biết cách gây sốc cho mọi người. Khi truyền thông đưa tin, John Ratliff sẽ đảm nhận chức vụ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, CIA. Đây là người trung thành với Trump và nổi tiếng gan dạ trong các phát biểu của mình. Bản thân Trump, ngay từ nhiệm kỳ trước, đã có nhiều bất đồng trong quan hệ với cộng đồng tình báo Mỹ. Và giờ đây, Ratliff là người có biệt tài về nghệ thuật giao tiếp, sẽ lãnh đạo CIA. Có thể hiểu, Trump thấy bàn tay của CIA trong nhiều chiến dịch trên toàn cầu là hơi quá đáng. Thậm chí còn dính bẩn, chỉ làm tổn hại uy tín của chính thức Mỹ. Nên Trump đặt hy vọng vào một người ôn hòa và có phần dễ mến hơn về mặt nhân cách con người. 4. Vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia. Chức vụ cao nhất trong ngành tình báo Mỹ. Ông Trump cho biết, ông vui mừng thông báo rằng cựu nữ nghị sĩ Trung tá Tulsi Gabbard sẽ là Giám đốc Tình báo Quốc gia. Trong một tuyên bố khác, Trump lưu ý rằng Gabbard sẽ chấm dứt việc sử dụng Bộ Tư pháp Mỹ như là một công cụ chính trị, sẽ chăm lo bảo vệ biên giới đất nước, tiêu diệt các tổ chức tội phạm và khôi phục niềm tin đã tàn vỡ của người Mỹ và Bộ Tư pháp thời Biden. Trước đây, bà Gabbard đã từng là thành viên của Đảng Dân Chủ và tham gia các cuộc bầu cử. Chính Hillary Clinton đã gọi Gabbard là người được người Nga yêu thích trong cuộc bầu cử năm 2020. Năm 2022, bà rời khỏi Đảng Dân Chủ và trở thành một chính trị gia độc lập. Việc bà Gabbard đảm nhận chức vụ có tính bí mật và quan trọng này đã gây ngạc nhiên cho chính giới ở Mỹ và Ukraine. Cơ quan tình báo Ukraine đã từng có nhiều bài viết công kích bà, gọi bà là điệp viên của Điện Kremlin, làm việc bằng tiền của Moscow và vì lợi ích của Putin. Do đó, ngay sau khi có tin tức về Gabbard nắm giữ vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia, họ đã ngay lập tức xóa các bài viết này. Bà Gabbard đã phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia của bang Hawaii. Và sau khi hoàn thành khóa học sĩ quan, bà đã đến Trung Đông làm việc trong quân cảnh, rồi được đưa đến Đông Phi làm chuyên gia quan hệ cộng đồng và nhận cấp bậc trung tá quân đội. Bước ngoặt trong đời Gabbard diễn ra vào tháng 11 năm 2016, sau khi gặp Donald Trump, khi ông ta muốn tham khảo ý kiến của bà về cuộc chiến ở Syria và cuộc chiến chống khủng bố ở Mỹ và trên toàn cầu. Trump biết cách thuyết phục và làm hài lòng người mình cần. Kết quả là Tulsi đã trở thành một người theo chủ nghĩa Trump tận tâm. Mặc dù quan điểm chính trị của bà, đặc biệt là về chính sách đối ngoại, có khác với chính quyền Mỹ. Lúc đó, bà đã đề xuất rút quân Mỹ ngay lập tức khỏi Iraq và tiếp theo là rút khỏi Syria.
và đề nghị dự thảo bộ luật nhằm ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ vào Syria. Cuối cùng, vì quan điểm như vậy, Gabba đã chia tay chính quyền Mỹ sau khi lên tiếng phản đối sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev. Vào tháng 1 năm 2023, bà chỉ trích gay gắt cá nhân Zelensky và chính quyền Nhà Trắng hiện tại. Bà viết, các nhà lãnh đạo của chúng ta ca ngợi Zelensky theo đúng nghĩa đen. Họ đã thúc đẩy cuộc xung đột Ukraine và nói với mọi người rằng chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ và tự do ở Ukraine. Nếu không, nền dân chủ và tự do trên toàn thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Đấy, hãy xem Zelensky ủng hộ dân chủ nào ở đất nước của ông ta. Ông ta không chỉ bỏ tù các đối thủ chính trị của mình, mà còn thành lý các đảng phái của họ. Ông ta đóng cửa tất cả các phương tiện truyền thông không do ông ấy và chính quyền Kiev kiểm soát. Ông ấy đóng cửa nhà thờ chính thống giáo lớn thứ hai ở đất nước này. Để làm gì? Nhân danh dân chủ và tự do hay sao? Chính vì lý do đó, Gabba đã bị Kiev đưa vào danh sách người kiến tạo hòa bình của Ukraine, gồm những người bị cơ quan an ninh Ukraine trừng phạt và thủ tiêu khi có điều kiện. Và bà được chính quyền Kiev mệnh danh là con rối của Putin, điệp viên của Điện Kremlin. Giờ đây, việc thành lập tình báo Mỹ sẽ được giao cho đối thủ của chính quyền Biden và chế độ Kiev. Giám đốc tình báo quốc gia là một cương vị tương đối mới. Ở Mỹ, các cơ cấu chính phủ mới không muốn tổ chức cơ quan này vì có điều này đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp. Bây giờ, Trump đã hành xử mang tính quyết liệt khi cho ra đời một cơ quan hoàn toàn mới dành cho Elon Musk là bộ hiệu quả chính phủ. Đây là đơn vị chưa từng có và dự kiến nó cũng sẽ thực hiện một sự thanh lọc cực kỳ lớn trong giới chức Mỹ. Điều này ngày càng khẳng định khi bà Gabba được bổ nhiệm làm giám đốc tình báo quốc gia. Hiện tại, cơ quan tình báo quốc gia gồm khoảng 1,5 nghìn người với nhiệm vụ chủ yếu là thu thập dữ liệu, phân tích chúng và nghiên cứu công nghệ thông tin. Vị trí này cho phép xác định và tập hợp định hướng chiến lược của toàn bộ cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, ngoại trừ Bộ Quốc phòng và tình báo không gian vũ trụ. Cùng với Elon Musk, bà Gabba sẽ tiến hành cắt giảm bộ máy nhà nước với khẩu hiệu tăng hiệu quả. Ví dụ như đã xuất hiện thông tin rò rỉ về việc chuẩn bị sa thải toàn bộ danh sách các tướng lĩnh Lầu Năm Góc chống Trump. Theo các nhà phân tích, bà Gabba sẽ thanh lọc hoặc cải cách nếu cần thiết. Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, trong đó có việc giám sát các hoạt động của CIA ở trong nước và trên thế giới. Với vai trò này, với quan điểm chính sách xã hội, với nhà đối ngoại cấp tiến, trong mức có thể chấp nhận được, cũng như sự tận tâm cá nhân đối với Trump. Bà Tucci là người lý tưởng trong việc phá bỏ hệ thống quản lý và quan liêu của nhà nước ngầm, đang tác động mạnh mang tính điều hành hoạt động của Nhà Trắng liên quan đến chế độ Kiev sau khi chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Với tính cách, quan điểm và thẩm quyền của mình, bà Gabba chắc chắn sẽ lật lại tất cả các tài liệu, tình báo và mật vụ Ukraine. Lúc đó, những vụ do Kiev gian dựng để nói xấu và đổ tội cho Nga, kể cả trong xã hội Ukraine và trên chiến trường sẽ được đưa ra ánh sáng. Và tất nhiên, Zelensky sẽ là người đầu tiên hứng chịu sự trừng phạt, trước hết là từ phía dư luận của cộng đồng thế giới, sau đó sẽ từ các cơ quan chức năng nếu Mỹ và Nga có đề cập đến điều này trong hiệp định đình chiến trong tương lai. Trong khi đó, Elon Musk cũng đã tuyên bố trên mạng X của mình, sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, cần phải tiến hành kiểm toán toàn bộ số tiền được chúng ta phân bổ cho. Rõ ràng là chính quyền Ukraine đã dùng tiền tham nhũng trả cho những chính trị gia ở Hoa Kỳ ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh. Elon Musk đã bóc trần một sự thật được cả Kiev và Washington bấy lâu nay cố gắng che giấu khi công khai nói trước thế giới rằng những nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ gần đây đã bỏ phiếu cho việc phân bổ các gói viện trợ tiếp theo trị giá hàng tỷ đô la, đã nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số tiền này. Điều này có lợi cho họ và họ cũng không phản đối điều này, do Kiev làm vì bản thân họ kiếm được cả đống đô la cho mình và được tiếng ủng hộ tích cực chính sách của Biden. Như đã biết, Elon Musk được Trump mời vào Nhà Trắng đảm nhiệm chức vụ phụ trách Ủy ban Kiểm toán và Cải cách Chính sách Kinh tế của chính quyền tương lai của Trump. Những lời lẽ khủng khiếp đối với chế độ Kiev được ông công khai tuyên bố ở trên như là cáo buộc chính quyền Kiev phạm tội tham nhũng, gian lận trong việc mua chuộc các quan chức Hoa Kỳ. Đây sẽ là một phần chính không thể tranh cãi được trong bản án dành cho Zelensky sau này. Tất cả những hành động sẽ được ông Trump ủng hộ mạnh mẽ với sự hậu thuẫn của cả Thượng viện và Hạ viện trong tay Đảng Cộng hòa, một lợi thế mà ít Tổng thống Mỹ nào có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video. Nếu thấy video này hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn